đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết tập 3, Hồn Linh, Võ Hồn biến dị thuyết minh tại kênh youtube Di Cắp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu có một ngày muội phải rời đi, Huynh sẽ nhớ muội chứ? Na Nhi hỏi. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, tại sao phải rời đi? Na Nhi gắt giọng, muội chỉ nói là nếu thôi. Đường Vũ Lân đáp, đương nhiên là nhớ, rất là nhớ, Huynh chỉ có một muội muội thôi mà. Ồ, Na Nhi, hình như muội cao lên a, tới mũi Huynh rồi muội cũng sẽ nhớ huynh rất là nhớ na nhi hỏi một đằng trả lời một nẻo trong đôi mắt to có một tầng hơi nước đường vũ lân cười hì hì ôm vai cô bé hôm nào cũng ở chung với nhau làm sao không nhớ chờ một thời gian đi huynh đã bàn với phụ thân mẫu thân chờ huynh thi đậu học viện trung cấp sang năm muội cũng tới học trung trường với huynh ca ca sẽ bảo vệ muội na nhi không nói gì chỉ tựa đầu vào vai đường vũ lân sáng sớm hôm nay đường vũ lân dậy rất sớm ăn sáng cũng ít hơn ngày thường Đường tư nhiên nhìn thấy sự sốt ruột trong mắt con trai, thì phì cười, rốt cuộc không bình tĩnh được nữa, không cần vội, đi sớm quá, truyền linh tháp chưa mở cửa đâu. Đối với đường Vũ Lân, ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt, là ngày nó đi mua hồn linh. Phụ thân, người nói, con sẽ mua được hồn linh gì? Đường Vũ Lân hỏi. Đường tư nhiên mỉm cười, phụ thân làm sao biết, nhưng dù đó có là hồn linh gì, thì con cũng đều là từ hồn sĩ trở thành hồn sư, là hồn sư chính thức, hoàn toàn khác biệt với người bình thường. Dạ, đường Vũ Lân hưng phấn gật đầu, không để ý trong lời nói của phụ thân có ẩn ý. Đường Vũ Lân nóng ruột, kéo phụ thân rời nhà, Na Nhi đứng ở cửa, nhìn theo họ đi xa, khẽ cho mày, như đang cố gắng nghĩ tới chuyện gì đó. Phụ thân, người nhanh lên, nhanh lên một chút, đường Vũ Lân sôi nổi đi trước, thỉnh thoảng lại quay lại dù phụ thân. Đường tư nhiên lắc đầu, trong đáy mắt hiện lên vẻ lo lắng, mua được một cái hồn linh phù hợp, đâu có dễ dàng như vậy đâu phải cứ có tiền là mua được thứ phù hợp cho mình. Truyền Linh Tháp có nhiều điểm trải rộng khắp đại lục, không chỉ trên Đấu La đại lục mà hai đại lục còn lại cũng có. Vạn năm trước, Thiên Đấu Đế quốc sau khi bị Nhật Nguyệt Đế quốc đánh tan, dẫn tàn binh bại tướng ra biển đi xa, qua nhiều gian nguy, phát hiện một vùng đại lục mới, chỗ đó cũng có nhân loại bản địa, nhưng trình độ phát triển kém xa Đấu La đại lục, nên nhanh chóng bị bọn họ chiếm lĩnh, đặt tên là Thiên Đấu đại lục. Ở Đấu La đại lục, Nhật Nguyệt Đế quốc và Tinh La Đế quốc xung đột không ngừng, Nhật Nguyệt Đế quốc phát triển nhanh và mạnh hơn, Tinh La Đế quốc dần dần xuống dốc, nhưng họ lại có đường khác, họ có trình độ viễn dương phát triển nên cũng đã tìm ra một đại lục mới. Tinh La Đế quốc lặng lẽ chiếm lĩnh đại lục mới đó, rời cả quốc gia, phần lớn tài nguyên tới đó, đặt tên cho nó là là Tinh La Đại lục. Sau này Tinh La Đế quốc cũng đổi thành đế chế liên bang, gọi là Tinh La Liên bang. Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất đấu La Đại lục, sau đổi tên là Nhật Nguyệt Liên bang. Truyền linh tháp đã có vạn năm lịch sử, vì tầm quan trọng của họ đối với hồn sư, theo thời gian, nghiên cứu ra hồn linh nhân tạo, khiến địa vị tăng cao, trải rộng ra cả ba mảnh đại lục, trở thành một trong những thế lực lớn nhất. Ngạo Lai Thành cũng có phân bộ truyền linh tháp, nằm ngay trong thành, là một tòa nhà ba tầng dạng tháp. Đây là dấu hiệu của phân bộ đẳng cấp thấp nhất, truyền linh tháp ở thành thị cỡ trung sẽ có cao 7 tầng, truyền linh tháp ở thành thị lớn có chừng 13 tầng. Truyền linh tháp đặt tổng bộ ở tòa thành Sử Lai khác. Trải qua nhiều năm tu sửa, cao chừng 81 tầng, được xem là kiến trúc lớn nhất trên toàn Đấu La Đại Lục. Đối với Đường Vũ Lân, Truyền Linh Tháp 3 tầng này cũng đã là thánh địa trong mộng của nó. Truyền Linh Tháp này cũng là kiến trúc lớn nhất Ngạo Lai Thành, ai cũng biết vị trí của nó, nhưng chính thức được đi qua cửa của nó vào trong thì rất ít. Lúc hai cha con tới, cửa chính Truyền Linh Tháp đã mở rộng, nhưng không có ai ra vào, vì đây là nơi chỉ có hồn sư mới được tới. Cái nơi nhỏ như Ngạo Lai Thành này số lượng hồn sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đường tư nhiên dẫn con trai đi vào truyền linh tháp, đường vũ lân không ngừng nhìn chung quanh, nó rất hiếu kỳ với nơi trong truyền thuyết này. Truyền linh tháp có hình bát giác, ba tầng, tứ phía, bát phương, không gian bên rất rộng, trên mặt đất lót đá cẩm thạch có hình tiêu ký của truyền linh tháp, đại sảnh rất to, chung quanh có rất nhiều cửa không biết dẫn đi đâu, chính diện là một cái quầy, như quầy hằng. Ngồi sau quầy là một truyền linh sư mặc trường bào màu xám. Truyền linh sư đứng dậy, nhìn đường tư nhiên, xin chào, xin hỏi có chuyện gì? Đường tư nhiên cung kính, xin chào ngài, truyền linh sư đại nhân, ta là dẫn con trai tới mua hồn linh, võ hồn của nó đã đạt cấp 10. Vẻ nhiệt tình trên mặt truyền linh sư giảm hẳn đi, thế có nghĩa, đường tư nhiên không phải hồn sư. Có mang đủ tiền không? Hắn nhàn nhạt, hỏi. Đường vũ lân cướp lời, dạ đã mang đủ, đã mang đủ ạ. Truyền linh sư hỏi, các người muốn mua hồn linh cấp bậc gì? Đường tư nhiên bối rối, truyền linh sư đại nhân, chúng ta không hiểu lắm mấy thứ này, làm phiền ngài giải thích giúp chúng ta một chút. Truyền linh sư có vẻ không kiên nhẫn, chưa hỏi thăm rõ ràng đã tới, cái nơi nhỏ xíu ngạo lai thành này, truyền linh tháp chúng ta chỉ cung cấp ba cách mua hồn linh, hồn linh 10 năm màu trắng, hồn linh trăm năm màu vàng và hồn linh may rủi. Hồn linh 10 năm màu trắng có 73 cái, hồn linh trăm năm màu vàng có 11 cái, hồn linh màu trắng giá 7 vạn, hồn linh màu vàng giá 100 vạn, các người muốn mua loại nào? Đường Vũ Lân ngây người, là cả giọng truyền linh sư đại nhân hồn linh không phải giá ba vạn sao tại sao tại sao truyền linh sư lướt nó ba vạn là giá hồn linh may rủi có thể là mười năm cũng có thể là trăm năm nhưng chủng loại không xác định rất có thể hồn linh rút ra được không thích hợp cho võ hồn của ngươi có những kẻ muốn tiết kiệm tiền hoặc đánh bạc vận khí mới lựa chọn loại này nhưng ta không đề nghị các ngươi làm như vậy nên chọn thẳng một cái hồn linh mười năm màu trắng phù hợp với mình thế sẽ hỗ trợ cho người tốt hơn. Đường Vũ Lân quay sang nhìn phụ thân, niềm vui sướng đã hoàn toàn biến mất. Đường Tư Nhiên ngồi xuống, nhìn Đường Vũ Lân, trong lòng ngổn ngang, không biết nên nói cái gì cho phải. Con trai, chúng ta chọn hồn linh may rủi đi vậy, võ hồn của con. Thực ra, tính thích ứng không mạnh lắm, đa số hồn linh đều dung hợp được. Nếu võ hồn của đường Vũ Lân không phải Lam Ngân Thảo, thì đường tư nhiên nói không chừng sẽ chọn mạo hiểm. Ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, truyền linh sư lên tiếng. Hồn linh may rủi, có thể sẽ lấy được hồn linh trăm năm, nhưng cũng có khả năng chỉ lấy được tàn thứ phẩm. Đường tư nhiên ngẩn ngơ, tàn thứ phẩm, tàn thứ phẩm là sao? Truyền linh sư đáp, lúc chế tác hồn linh, không phải lần nào cũng thành công, đôi khi sẽ xuất hiện tàn thứ phẩm. Những cái tàn thứ phẩm này cũng hao tốn rất nhiều tâm lực, chúng cũng có thể dung hợp, chứ nếu đều là hồn linh màu vàng hay trắng, mà để rút may rủi kiểu này, không phải lỗ lạ lắm sao? Theo ta thấy, ba vạn đồng đối với các ngươi cũng không phải con số nhỏ, cho nên các người cần phải biết đường tư nhiên quay sang nhìn đường vũ lân đường vũ lân ngơ ngẩn không ngờ mình cố gắng ba năm lại là thế này con trai hai chúng ta về trước phụ thân để con suy nghĩ thêm nếu không ổn thì đi mượn góc đủ bảy vạn cho con đường tư nhiên nhìn con trai trong lòng đau đớn đường vũ lân lắc đầu phụ thân người và mẫu thân hôm nào cũng vì chúng con rất mệt rồi dù sao võ hồn của con cũng chỉ là lam ngân thảo chúng ta cứ liều một chút Xem vận khí, không chừng trời cao chiếu cố, cho con một cái hồn linh tốt. Từ lúc võ hồn của nó thức tỉnh, nó ăn rất nhiều, na nhi nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng sức ăn chẳng kém nó bao nhiêu. Đường Tư Nhiên và Lăng Nguyệt nuôi hai đứa đã rất không dễ dàng, có món gì ngon cũng đều dành cho hai đứa, hai vợ chồng còn không dám ăn thịt. Con nhà nghèo sớm phải lo việc nhà, chuyện này Đường Vũ Lân hiểu, trong nhà đã rất khó khăn rồi, nếu đi vay tiền cho mình, sau này làm sao mà sống? Phụ thân, mẫu thân sẽ rất cực khổ. Nó luôn muốn có hồn linh cường đại, trở thành hồn sư, nhưng trong lòng nó, hồn sư không quan trọng bằng phụ thân, mẫu thân và Na Nhi. Thật là một thằng bé hiểu chuyện, truyền linh sư vốn ban đầu không thích lắm, nhưng nghe Đường Vũ Lân nói, biểu lộ cũng trở nên hiền hòa hẳn. Ai? Đường Tư Nhiên đau lòng thở dài, đều do phụ thân vô dụng. Đường Vũ Lân cầm chặt tay phụ thân, quay sang nói với truyền linh sư, "Truyền linh sư đại nhân, làm phiền ngài dẫn ta chọn hồn linh may rủi." Nó móc túi đưa ba vạn đồng mình tích góp được ra. Truyền linh sư khẽ gật đầu, thằng bé ngươi là đứa hiểu chuyện, so với thằng tiểu tử thối nhà ta thì giỏi hơn nhiều. vốn trước khi lựa chọn hồn linh thì phải nộp phí kiểm tra tinh thần lực, nhưng ta làm chủ, miễn phí kiểm tra tinh thần lực cho ngươi. Đường Vũ Lân ngẩn người, cảm ơn ngài, rất cảm ơn ngài. Truyền linh sư cười, xoa đầu nó, đi theo ta, phụ thân của ngươi đợi ở đây. thế giới hồn sư người bình thường không được nhìn trộm. hắn dẫn Đường Vũ Lân đi vào một cái phòng phong cách trong phòng không cổ xưa như bên ngoài mà nhìn rất hiện đại dụng cụ bày biện khắp nơi truyền linh sư ra hiệu cho đường vũ lân ngồi xuống một cái ghế kim loại miệng hỏi biết tại sao phải kiểm tra tinh thần lực không đường vũ lân lắc đầu truyền linh sư giải thích đây là lần đầu tiên ngươi tới lựa mua hồn linh sau khi dung hợp ngươi sẽ trở thành một hồn sư chính thức sẽ được truyền linh tháp chúng ta ghi chép vào trong hồ sơ tinh thần lực mạnh yếu sẽ liên quan tới cấp độ hồn linh dung hợp những kiến thức này người hẳn sẽ được học trong học viện trung cấp hồn sư đường vũ lân kinh ngạc truyền linh sư đại nhân tinh thần lực cũng chia đẳng cấp giống như hồn lực tinh thần lực quan trọng lắm sao truyền linh sư đáp đối với hồn sư bình thường tinh thần lực không quan trọng lắm nó cũng chia đẳng cấp nhưng không phần nhỏ như hồn lực nhưng đối với hồn sư cao dai tinh thần lực mạnh yếu là rất quan trọng hồn linh càng cường đại thì đòi hỏi tinh thần lực cũng càng phải mạnh mới câu thông được rất lâu trước đây thời chưa có hồn linh thì cũng chưa có sự phân chia tinh thần lực nhưng khi hồn linh xuất hiện các tiền bối dần ý thức được dung hợp hồn linh đòi hỏi phải có tinh thần lực mạnh hơn là dung hợp hồn hoàn họ đã nghiên cứu rất lâu mới lập ra bảng phân loại tinh thần lực tới 2000 năm trở lại đây bảng phân loại này mới hoàn toàn ổn định đường vũ lân tò mò vậy tinh thần lực chia cấp độ như thế nào truyền linh sư đáp tinh thần lực từ thấp tới cao chia làm sáu cấp độ chính linh nguyên cảnh linh thông cảnh linh hải cảnh linh nguyên cảnh linh vực cảnh và thần nguyên cảnh trong truyền thuyết. Đơn giản, chúng ta khi vừa ra đời, chính là tu vi tinh thần linh nguyên cảnh. Linh nguyên cảnh ý là giai đoạn mới bắt đầu, vạn vật đổi mới. Đây là cấp độ tinh thần trụ cột nhất. Người hẳn là ở cấp độ này. Những cái khác, sau này người sẽ được học ở học viện. Ta không muốn nói nhiều. Được rồi, chúng ta kiểm tra xem người tới mức nào của linh nguyên cảnh. Một thứ giống như cái mũ bằng kim loại từ trên hạ xuống, phủ lên đầu đường Vũ Lân. Không phải sợ thả lỏng toàn thân một chút nữa người sẽ cảm thấy hơi bị mông lung đó là bình thường cứ thả lỏng thôi là được truyền linh sư dặn vâng đường vũ lân trả lời có âm thanh gì vù vù rất nhỏ bên ngoài cái mũ tỏa ánh sáng trắng nhu hòa truyền linh sư nhìn vào màn hình hồn đạo bên cạnh trên màn hình bắt đầu có số liệu nhảy lên chỉ số lúc mới bắt đầu nhảy rất nhanh một lúc sau thì mới chậm dần lại nét mặt truyền linh sư kinh ngạc một lát sau số liệu dừng lại không tăng thêm nữa tác dụng cụ cái mũ lại bay lên. Xong rồi. Đường Vũ Lân cảm thấy hơi chóng mặt, vừa rồi hắn có cảm giác có cái gì đó chuyển vào trong đầu mình. Mơ hồ khi đó, hắn lại như nhìn thấy thế giới màu vàng, nhưng vẫn rất mơ hồ, hắn chưa kịp nhìn kỹ, thì đã kiểm tra xong. Số liệu rất tốt, truyền linh sư mỉm cười khẽ gật đầu với nó ngươi là hồn sĩ có tinh thần lực tốt nhất ta kiểm tra một năm nay. Tinh thần lực của người trị số là 38, nhớ kỹ con số này, ta sẽ viết tờ báo cáo nhanh kết quả kiểm tra cho ngươi đến khi ngươi tới học viện trung cấp hồn sư thì nộp lên. Vì không biết gì về hệ thống tinh thần lực, đường Vũ Lân chẳng hiểu con số 38 nghĩa là thế nào. Thấy hắn ngơ ngáo, truyền linh sư tốt bụng giải thích, tinh thần lực linh nguyên cảnh, tính trị số là từ 1 tới 100, dưới 30 là linh nguyên cảnh sơ dai, 30 tới 60 là trung dai, 60 tới 90 là cao dai, 90 tới 100 là linh nguyên cảnh đỉnh phong. Người tuổi còn nhỏ, nhưng tinh thần lực đã tiến vào linh nguyên cảnh trung dai, rất là khá ta là đại hồn sư cấp 28, mà chỉ số tinh thần lực cũng chỉ mới tới 87 mà thôi. Đạt linh nguyên cảnh trung giai, ngươi dung hợp một cái hồn linh trăm năm màu vàng là không thành vấn đề. Cuối cùng cũng có tin tốt, đường Vũ Lân cũng thấy khá hơn một chút. Nhờ truyền linh sư giải thích, hắn đã được biết thêm một chút về thế giới hồn sư. Tiếp theo thì phải xem vận khí của ngươi. Từ phòng kiểm tra tinh thần lực đi ra, hắn dẫn đường Vũ Lân đi sang căn phòng bên cạnh. Gian phòng này lớn hơn rất nhiều, trong phòng có một cái dụng cụ rất to cao tới 3 mét, rộng tới 6 mét. Bên trong dụng cụ có rất nhiều quả cầu, có đường kính chừng một thước, tỏa ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Quả nào quả nấy giống nhau như đúc. Truyền linh sư chỉ vào hai cái nút đằng trước dụng cụ. Nút màu xanh lá là nút khởi động, nút màu đỏ là dừng lại. Sau khi dừng lại, hồn linh cầu bất kỳ sẽ lan ra đây. Chuẩn bị xong rồi, thì có thể bắt đầu. Tim đường vũ lân đập thình thịch, lâm tích mộng lão sư từng nói, hồn linh tốt hay xấu, sẽ quyết định rất lớn tới độ mạnh yếu của hồn sư một hồn linh cường đại sau khi dung hợp có thể giúp hồn sư tăng đẳng cấp hồn lực tương tự một hồn linh quá yếu sẽ làm hồn kỹ của hồn sư yếu đi theo một hồn sư cả đời tối đa chỉ có được 9 cái hồn kỹ khả năng đạt được đủ cửu hoàn là rất ít bởi vậy đối với hồn sư cấp thấp mỗi một cái hồn kỹ đều cực kỳ quan trọng chuyện gì nên tới thì sẽ tới đường vũ lân cắn răng ấn mạnh xuống nút màu xanh lá đèn bên trong máy sáng lên chiếu sáng những quả cầu hồn linh. Trong máy có ít nhất hơn trăm cái hồn linh cầu, chúng bắt đầu quay tròn nhẹ nhẹ, sau đó tốc độ tăng dần, nhìn theo không kịp. Lớp vỏ ngoài của hồn linh hoàn toàn ngăn cách hồn linh bên trong, với mắt thường không thể nhìn ra được cái gì, chỉ mặc cho số phận. Đường Vũ Lân để hở tay lên nút đỏ, bàn tay hơi run rẩy. Nó biết cái ấn này sẽ quyết định vận mệnh con đường hồn sư của mình. Nó hít sâu, nhắm mắt, ấn mạnh xuống. Phanh chuyển động dừng lại, một quả cầu hồn linh trắng từ trong lan ra, rơi vào cái hộp kim loại sát chỗ đường vũ lân đang đứng đường vũ lân theo bản năng mở mắt nhìn xuống tim đập như trống truyền linh sư đi tới lấy quả hồn linh cầu đưa cho nó đi thôi ra ngoài rồi xem bạn đang xem long vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé ôm thật chặt hồn linh cầu vào trong ngực đường vũ lân thở dốc nhìn nó chằm chằm đây chính là hồn linh đầu tiên của mình truyền linh sư lấy ra một cái dụng cụ hình bầu dục đưa cho đường vũ lân nhấn cái nút này để ánh sáng chiếu vào hồn linh cầu hồn linh của ngươi sẽ chui ra quyền giải phóng hồn linh này thuộc về ngươi không chỉ đường vũ lân khẩn trương đường tư nhiên cũng hồi hộp nắm chặt tay đường vũ lân nhìn phụ thân đường tư nhiên gật đầu cổ vũ nó nó nhấn nút một luồng sáng vàng nhẹ nhàng chiếu vào hồn linh cầu lớp vỏ ngoài của hồn linh cầu dần trở nên trong suốt Mơ Hồ đã nhìn thấy mờ mờ thứ ở bên trong. Đường Vũ Lân cảm nhận được bên trong hồn linh cầu có khí tức sinh mạng xuất hiện, nó rất nhỏ, sau đó mạnh dần lên. Nó sẽ là cái gì đây? Hồn linh cầu sáng lên, ở ngay giữa quả cầu có một vòng sáng mạnh hơn màu trắng rực lên, quả cầu từ từ mở ra. Thấy vòng sáng màu trắng, Chuyển Linh Sư nói, "Hồn linh 10 năm." Đường Tư Nhiên buồn rầu, trời cao không chiếu cố con trai, quả không rút được hồn linh trăm năm. Đường Vũ Lân nhìn chằm chằm quả cầu đang hé dần hồn linh 10 năm, hồn linh đầu tiên của mình là cái gì đây? Hào quang màu trắng yếu dần rồi tắt hẳn, quả cầu hồn linh đã mở ra hoàn toàn. Truyền linh sư hơi biến sắc, cha mẹ Đường Tư Nhiên, Đường Vũ Lân ngây người. Hồn linh này chính là Bên trong hồn linh cầu có một con vật bé nhỏ đang bò. Nó rất nhỏ, chỉ dài chừng 10 cm, còn không bằng ngón tay trẻ con, thân màu vàng đất, phải nhìn thật kỹ mới thấy trên người nó có những mảnh vải hình thoi rất nhỏ. Đây là hồn linh Đường Tư Nhiên ngẩng đầu nhìn truyền linh sư, giọng không thể nào tin nổi. Con vật này ai cũng biết, vì nó rất thông thường, thảo xà, một loài động vật vô hại, dù thuộc loài rắn, nhưng nó là giống rắn yếu ớt nhất trong thế giới loài rắn. Thảo xà trưởng thành có thể dài 20 đến 30 cm, to bằng ngón tay, thức ăn là các loại côn trùng nhỏ. Có bốn chữ cực kỳ phù hợp với nó, chính là hoàn toàn vô hại. Đường Vũ Lân đã luôn tưởng tượng về hồn linh của mình, nó nhìn ra làm sao? kết hợp với võ hồn lam ngân thảo như thế nào làm sao cải thiện võ hồn bản thân làm võ hồn mạnh hơn cho mình một hồn kỹ lãnh khốc để mình trở thành hồn sư cường đại tưởng tượng vô cùng đẹp đẽ nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc thảo xà đây không phải vấn đề chính vấn đề là ở chỗ nó cũng là hồn linh được hay sao truyền linh sư nhìn con thảo xà nhỏ xíu mà ngần người khẽ thở dài chú sót nhà rồi lại gặp mưa đêm bé con vận khí của ngươi thật là hồn linh này hắn có biết những hồn linh nhân tạo đều là dựa vào gen của hồn thú vì hồn thú dần bị diệt tuyệt nên gen của chúng cũng không ngừng bị sói mòn người của truyền linh tháp đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm có một dạng thí nghiệm không phải lấy gen của hồn thú nhưng vẫn thử tạo thành hồn linh xem cái hồn linh dạng thú mà không có gen thật của thú đó có hiệu quả như thế nào thí nghiệm đã thành công nhưng những hồn linh đó nhỏ bé yếu ớt tới đáng thương chẳng ai thèm mua con thảo sản này chính là loại mà hắn gọi là tàn thứ phẩm mà còn không phải tàn thứ phẩm bình thường nó không hề có ghen của hồn thú trong máy chứa 100 quả cầu hồn linh và xác suất để rút chúng nó chính là một phần một trăm đó truyền linh sư khẽ gật đầu ta xác định nó đúng là hồn linh chỉ là nó hơi nhỏ yếu hồn linh đã rút ra thì trong vòng 24 giờ phải hoàn thành dung hợp nếu không nó sẽ chết các người có quyền quyết định muốn dung hợp nó hay không nếu không các người có thể mua hồn linh khác đường tư nhiên nhìn con trai đang đờ đẫn cố kiềm chế sự đau lòng ôm vai con, lân lân, chúng ta về nhà. Đường Vũ Lân không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút, truyền linh sư đành phải gọi lại. Hồn linh này, các người mang nó theo đi, nó là kết quả của một lần thí nghiệm, nó. Xuất phát từ lòng chắc ẩn, hắn kể lại lai lịch của Thảo xả hồn linh cho hai cha con nghe. Đường Vũ Lân không biết làm sao mình về tới nhà, nó vẫn luôn ôm thật chặt hồn linh cầu vào ngực. Thảo xào hồn linh rất ngoan ngoãn, không leo ra khỏi quả cầu, mà thực ra Loại hồn linh cấp thấp này, vốn dĩ không hề có trí tuệ, trước khi được dung hợp với võ hồn, nó thậm chí còn không có cả cảm giác với thế giới bên ngoài. "Con trai, đừng đau lòng, phụ thân sẽ nghĩ cách kiếm tiền, con yên tâm, trong thời gian ngắn, nhất định sẽ kiếm đủ tiền, mua cho con một hồn linh phù hợp." Đường Tư Nhiên hạ quyết tâm, có những việc nhất định phải đối mặt. Đường Vũ Lân lắc đầu, "Phụ thân, con về phòng trước." Na Nhi lặng lẽ đi theo Đường Vũ Lân. Nó ngồi xuống giường, nhìn hồn linh trong tay nhìn hai bàn tay đầy vết chai của mình nước mắt không kiềm được nữa trào ra lúc võ hồn thức tỉnh biết mình chỉ có phế võ hồn lam ngân thảo nó không khóc dù sao cũng có hồn lực cộng sinh có hồn lực nghĩa là còn cơ hội lúc phụ thân nói nhà e rằng không đủ tiền cho nó hồn linh nó cũng vẫn không khóc phụ thân từng nói chuyện của mình thì mình phải tự làm mình cũng có thể kiếm tiền có thể giúp đỡ phụ thân mẫu thân lần đầu tới phòng làm việc của mang thiên vung lên thiết chuỷ một nghìn lần hai tay đau đớn muốn nứt không giơ lên được để mà ăn cơm nó không hề khóc nó đã nỗ lực cố gắng đã thông qua kiểm tra đã lại nhìn thấy tia hy vọng đã có hy vọng thì cũng có khả năng thành công ba năm qua hôm nào nó cũng đổ mồ hôi trên lò rèn lúc bạn bè ở nhà đi chơi thì nó phải làm việc với những miếng kim loại nó dành thời gian minh tưởng nhiều hơn hẳn người ta vừa đau đớn vừa mệt mỏi nhưng nó vẫn không khóc hôm nào nó cũng tươi tỉnh đối mặt với tất cả, hôm nào cũng nói với cho mẹ, mọi việc đều ổn. Nhưng bây giờ, nó khóc. Ba năm rồi, rút cuộc để giành được đủ tiền, cũng đã tu luyện hồn lực được tới cấp 10, ba vạn đồng, đổ bao mồ hôi để đổi ba vạn đồng. Vậy mà chỉ trong chớp mắt hóa thành một hồn linh nhỏ bé yếu ớt ngay cả một chút xíu ghen hồn thú cũng còn không có, bao nhiêu cố gắng, đều tan thành bọt nước. Nó rất cứng cỏi, rất kiên cường, nhưng bây giờ, mọi kiên cường đều nát vụn, hóa thành nước mắt từng giọt thi nhau rơi những giọt nước mắt rơi vào hồn linh cầu dần thấm ướt cơ thể bé nhỏ của thảo xà thảo xà vạn người như rất thích thứ chất lòng hơi mặn này một bàn tay trắng trẻo nhỏ bé vươn tới lau nước mắt cho nó mắt na như đỏ ửng cô bé cũng đau lòng không thua gì nó cô cảm nhận được sự đau đớn trong lòng nó thất vọng bi thương chỉ đầy những cảm giác tiêu cực đường vũ lân muốn hét to lên nhưng nó không còn sức nữa cà ca 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 đừng khóc nước mắt lao hoài không hết na nhi nhào tới ôm lấy đầu nó đường vũ lân nghẹn ngào vì sao ông trời lại bất công với huynh như thế vì sao chứ huynh đã rất cố gắng mà không được cho lấy một cơ hội huynh muốn trở thành hồn sư huynh muốn trở thành một hồn sư cường đại kia mà khóc là cách thức phát tiết cảm xúc trong lòng tốt nhất lúc nước mắt đường vũ lân thấm ướt vai áo na nhi thì tiếng khóc dần dần giảm xuống na nhi có phải huynh yếu đuối lắm không đường vũ lân ngẩng đầu chùi nước mắt Na Nhi lắc đầu. Đường Vũ Lân nhìn hồn linh, thảo xà nho nhỏ đang vô tư uốn éo trong hồn linh cầu. "Na Nhi, muội ra ngoài trước đi, huynh muốn dung hợp hồn linh." Đường Vũ Lân nói, giọng cay đắng. "Na Nhi chần chừ, không phải cái này không tốt sao?" Đường Vũ Lân cười khổ, "Phụ thân, mẫu thân nuôi chúng ta đã rất không dễ dàng, ta không thể lại làm họ tăng thêm gánh nặng. Phụ thân có nói sẽ tìm tiền cho ta mua hồn linh khác, nhưng nhà chúng ta đâu có tiền, ta không thể để phụ thân mẫu thân lại tăng thêm gánh nặng nó tuy rằng không tốt lắm nhưng cuối cùng cũng là hồn linh ít nhất có thể giúp ta tấn thăng lên hồn sư ta dung hợp nó phụ thân sẽ không cần phải khó nhọc vì ta nữa na nhi ngơ ngác nhìn nó ca ca đường vũ lân nhoẻn miệng cười ta không sao coi như là giấc mộng thôi có lẽ đoán tạo sư mới đúng là nghề thích hợp với ta nhất nhìn theo na nhi ra khỏi phòng đường vũ lân cắn môi lại nhìn thảo xà trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang hắn biết xung hợp hồn linh này thì cả đời mình sẽ vô duyên với giấc mơ trở thành đại hồn sư mạnh mẽ nhưng nếu không xung hợp thì còn làm được gì khác? Thỏ tay vào trong hồn linh cầu nhẹ nhàng chạm vào hồn linh bản thân hồn linh không phải là thật thể nhất là loại hồn linh cấp thấp như thế này ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua thân thể thảo xà đó tựa cảm nhận được cong người quấn lên ngón tay đường vũ lân thần thiết thỏ lưỡi ra như muốn liếm nó đưa tay tới trước mặt đường vũ lân có thể nhìn thấy rõ đôi mắt nhỏ màu nâu của thảo xà hồn linh đôi mắt đó đục ngầu vô thần, đờ đẫn và sợ hãi. Nó cũng là có sinh mạng, nếu mình không dung hợp nó 24 giờ nữa, nó sẽ phải tiêu tán vĩnh viễn. Phế võ hồn với tàn thứ phẩm hồn linh, quả là rất xứng, đường vũ lân cười tự diễu, cong ngón tay, vận hồn lực, Lam Ngân Thảo từ trong lòng bàn tay chui ra. Theo bản năng, Thảo xà lập tức cảm nhận được Lam Ngân Thảo, nó bò về phía lòng bàn tay, tới chỗ những cây Lam Ngân Thảo. Làn hào quang nhẹ nhẹ của Lam Ngân Thảo mạnh hẳn lên, hóa thành những làn ánh sáng lam trên thân thảo xa cũng tỏa ánh sáng vàng đất chúng hòa lẫn vào nhau đây là lần đầu đường vũ lân dung hợp hồn linh nhưng trên lớp học lâm tích mộng đã dạy cho bọn nhóc cách dung hợp những điều cần phải lưu ý khi dung hợp và cảm giác sau khi dung hợp một ý niệm yếu ớt truyền vào đầu đường vũ lân đó là sự thân và sợ hãi và cả sự ỉ lại đường vũ lân mở rộng nội tâm tiếp nạp nó lam ngân thảo trong lòng bàn tay bắt đầu nhanh chóng xuất hiện biến hóa hồn lực trong cơ thể cũng sôi lên khép mắt, lặng lẽ tiến vào trạng thái minh tưởng, dung hợp chính thức, đã bắt đầu. Thảo xà bé nhỏ vặn vẹo trong lòng bàn tay nó, trừ cái niệm yếu ớt kia, thì không truyền ra bất kỳ tâm tình nào khác. Đây là biểu hiện của hồn linh cấp thấp nhất, hồn linh càng cường đại, càng có trí tuệ, hồn linh tử cấp trở lên, còn có thể câu thông năng lực với ký chủ, hồn linh cấp độ cao nhất trong truyền thuyết, còn có khả năng hỗ trợ ký chủ chiến đấu. Nhưng đối với đường Vũ Lân bây giờ, chúng chỉ là truyền thuyết. Quanh lớp hào quang màu vàng đất của thảo xà xuất hiện vòng sáng màu lam, những chiếc lá của lam ngân thảo bắt đầu biến đổi. Thân cây to hẳn ra, to bằng ngón tay, như dây leo, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên phiến lá có những hình vảy nho nhỏ, màu lam ngân thảo sẫm hẳn đi, tuy nhiên, nhìn vẫn rất yếu ớt. Thảo xà thì dài thêm một chút, tới chừng 8 cm, lớp vảy trên người có thêm một vòng sáng màu lam, quá trình dung hợp rất thuận lợi. Mà thực ra, tinh thần lực của thảo xà quá yếu căn bản không có khả năng kháng cự làm ngân thảo tuy chỉ là phế võ hồn nhưng đường vũ lân có tinh thần lực linh nguyên cảnh trung cấp nên trong quá trình dung hợp nó hoàn toàn chiếm được thế chủ đạo những cây lam ngân thảo dài ra như dây leo quay quanh người đường vũ lân đường vũ lân vì hồn lực chấn động nên bức tường bình cảnh cũng xuất hiện khe hở hồn lực trào ra trong lúc võ hồn tiến hóa thì cũng phá tan cách trở đường vũ lân thấy toàn thân nhẹ hẳn đi mỗi tế bào đều ngập tràn sức sống nhẹ nhàng dễ chịu bỗng chỗ xương cụt của hắn hơi nóng lên một luồng khí nóng rực từ xương cụt truyền đi khắp xương sống rồi tràn ra toàn thân khí tức trên người cũng thay đổi làm ngân thảo và thảo xà đang tiến hóa bỗng cứng đờ như bị đóng băng những đường vân hình lưới màu vàng nhạt xuất hiện từ trên trán đường vũ lân kéo xuống đường tuyến vàng từ xương cụt kéo lên tới đỉnh xương cổ hội tụ với đường vân từ trên trán kéo xuống đường vân vàng lần này xuất hiện rõ và đậm hơn những lần trước lần này nó không chỉ tràn xuống người mà còn lan ra mới lam ngân thảo và thảo xà đang tiến hóa dưới gốc lam ngân thảo xuất hiện những đường vân vàng chúng lan lên mút ngọn cây và mút lá làm cho lam ngân thảo lại tiếp tục biến hóa lần thứ hai những cọng cỏ như có thêm khung xương trở nên cứng cỏi hẳn mặt ngoài thân cỏ bóng bẩy hẳn lên tỏa ra vầng sáng màu lam và vàng sen lẫn như ẩn như hiện cực kỳ bắt mắt thảo xà bé nhỏ thay đổi màu vàng đất trên người nó dần biến thành màu vàng lớp vẩy hơi lồi lên đã bắt đầu có hào quang mờ mờ những đường vân tuyến vàng kéo dài từ đầu xuống tới chót đuôi nó nó dài ra thêm một cm thành dài 9 cm tất cả kim tuyến hội tụ ở đỉnh đầu ngưng tụ vào một điểm trên trán đôi mắt vốn đờ đẫn của nó linh động thêm một chút nóng quá nóng quá đường vũ lân không biết những việc đang xảy ra trên người mình nó chỉ thấy nóng nóng muốn bỏng như đang bị đốt trong lò vô và đau đớn không biết qua bao lâu cái nóng mới dần dần giảm xuống thay vào đó từ trong xương cốt dậy lên cảm giác tê ngứa như bị côn trùng cắn đục để tìm đường chui ra đường vũ lân đau đớn muốn hét to nhưng lại không phát ra được âm thanh nào so với cảm giác này nó thích cảm giác nóng rẫy ba nãy hơn khắp người đau đớn vô biên nhưng đầu óc lại vô và thanh tình biết rõ mình đau ở chỗ nào nếu truyền linh sư kiểm tra tinh thần lực của truyền linh tháp bây giờ có ở đây và tiến hành kiểm tra tinh thần lực thì sẽ nhận ra ra tinh thần lực của đường vũ lân đang từ từ tăng lên đầu óc nó bắt đầu mơ hồ cơn đau trên người cũng giảm dần đường vũ lân hoàn toàn bất tỉnh cả người ướt đẫm mồ hôi đường vân lưới màu vàng lần này không biến mất mà nằm chìm vào trong làn da nó làm ngân thảo rút đi thảo xà bé nhỏ nằm trong lòng bàn tay đường vũ lân mảnh vải vàng giữa trán đã trở lại bình thường cơ thể không còn chút hào quang nào nữa lúc đường tư nhiên kích động chạy về tới nhà đã bị na nhi chặn ngoài cửa phòng ca ca đang dung hợp hồn linh không thể vào được na nhi kiên định nhìn đường tư nhiên đường tư nhiên thất thanh con nói cái gì nó đã dung hợp na nhi gật đầu ca ca nói không muốn làm cho phụ thân mẫu thân thêm khó khăn đường tư nhiên lảo đảo lùi lại mấy bước ngồi phịch xuống ghế mặt tái nhợt đầy đau lòng ông đấm liên tục vào đầu mình đường tư nhiên tại sao mày không dám đối mặt với sự thật sao mày lại yếu đuối tới như vậy vì mày yếu đuối nên mới hại mất con trai sau đó liên tục đập chán xuống bàn cơm trễ rồi đã trễ mất rồi bạn đang xem Long Vương truyền thuyết được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ ECAB phim viết liền không giấu nhé. Ông bỗng ngẩng phát đầu lên, Na Nhi, lần lần dung hợp hồn linh bao lâu rồi. Na Nhi đáp, sau khi phụ thân đi không lâu. Đường tư nhiên cả kinh, vậy mà vẫn chưa xong. Theo lý thuyết, thời gian dung hợp dài như vậy, hẳn là đã phải hoàn thành, chúng ta mau vào xem. Na Nhi do dự, rồi khẽ gật đầu đường tư nhiên mở cửa nhìn thấy đường vũ lân đang nằm trên giường lân lân ông quát to chạy vội vào hồn linh cầu rơi bên cạnh giường thảo xả hồn linh bên trong đã biến mất đường vũ lân nằm trên giường mày cau lại quần áo ướt sũng mồ hôi đường tư nhiên đầy tự trách ông biết dung hợp hồn linh bình thường không thể xảy ra chuyện này có lẽ con trai đã gặp sự cố gì đó trong thời gian dung hợp đường vũ lân ngủ rất say may mà sau khi kiểm tra không tìm ra có dấu hiệu bị bệnh gì cả hai hàng nước mắt không kềm được chảy xuống. Đường tư nhiên ôm chặt con trai, thằng bé mới có 9 tuổi, sao phải chịu đựng nhiều như vậy? Xin lỗi con, con trai, phụ thân xin lỗi con, đều là vì phụ thân bất tài. Na Nhi đứng bên cạnh, lặng lẽ rơi lệ nhìn đường tư nhiên, đôi mắt tò màu tím đờ ra thở thẫn. Tới tối, đường Vũ Lân mới tỉnh lại. Nó ngồi phát dậy, theo bản năng cảm nhận được thân thể mình đã thay đổi. Sự nóng rực, ngướng ngáy, đều đã biến mất, cả người nhẹ nhõm bay bồng quần áo đã được thay, khô giáo thoải mái. Ngay cả hít thở bình thường cũng trở thành hưởng thụ, cả người sung sướng không tả được bằng lời. Hồn lực trong người rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều, nó chỉ cần hơi động ý niệm, trên người lập tức tỏa ra một tầng chấn động hồn lực. Cấp 11, chắc chắn mình đã đột phá, bước vào cảnh giới hồn lực cấp 11, trở thành hồn sư chính thức. Thảo xà bé nhỏ, đương nhiên, là phế hồn linh, nhưng cũng đã hoàn thành sứ mạng của nó. Đường Vũ lân thầm nghĩ, dù không thể trở thành một hồn sư cường đại, ta có hồn lực làm hộ thuẫn, tối thiểu cũng có thể trở thành một đoán tạo sư giỏi. Nó khẽ vung tay. Ba, trong không khí vang lên một tiếng vang nhỏ, Đường Vũ Lân kinh ngạc nhận ra, trong khoảnh khắc hắn vung tay, nó có cảm giác như cánh tay mình vừa xuyên qua không khí. Thế là sao nhỉ? Nó chưa kịp thử làm lại, cửa phòng đã bị đẩy ra, ba, à không, bốn người từ bên ngoài vọt vào. "Con trai, con trai con không sao chứ?" Chạy trước nhất chính là Lăng Nguyệt, bà ôm lấy Đường Vũ Lân khóc quả lên sắc trời ngoài cửa sổ tối sầm trời đã tối rồi đường vũ lân nhớ mình bắt đầu dung hợp hồn linh là buổi sáng kia mà đã qua lâu tới vậy sao ngoài lang nguyệt đường tư nhiên và na nhi người thứ tư là lão sư dạy rèn của đường vũ lân mang thiên hôm nay đường vũ lân không tới làm việc mang thiên bèn đánh hồn đạo hỏi thăm biết chuyện này vội vàng chạy tới mẫu thân con không sao đường vũ lân khẽ nói lang nguyệt cúi đầu nhìn con trai giọng kiên quyết con trai chúng ta không cần làm hồn sư, chúng ta chỉ cần làm người bình thường. Đường Vũ Lân mỉm cười, mẫu thân, con thật không việc gì mà, con đã là hồn sư chân chính rồi, cấp 11 đó. Quá trình dung hợp rất thuận lợi, thảo xà hồn linh đó rất thích hợp với võ hồn của con, nếu đó là hồn linh cường đại, không chừng mới không dung hợp được. Thấy con trai an ủi mình, nước mắt lang nguyệt rơi càng nhanh. Đường tư nhiên thở dài, việc đã tới nước này gì nữa cũng không làm gì được. Hồn linh dung hợp rồi thì không giải trừ được cho con biết mình đã có đủ tiền, sẽ chỉ làm nó thêm đau lòng mà thôi. Cấp 11 hả? Phóng võ hồn của ngươi ra cho ta xem, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của mang thiên vang lên. Đường Vũ Lân tới lúc này mới nhìn thấy hắn, vội chào, lão sư. Mang thiên khẽ gật đầu, tới đây. Đường Vũ Lân xuống khỏi giường, giơ tay phải lên, khẽ động ý niệm, gian phòng đang tôi tối hơi sáng lên. Một quần sáng màu trắng từ dưới chân nó bay lên, kéo dài ra phía trước, quay quanh cơ thể nó đây là dấu hiệu hồn hoàn của hồn sư màu trắng có nghĩa là hồn hoàn mười năm là hồn hoàn tầng thấp nhất đường vũ lân xòe cả hai bàn tay trong lòng bàn tay một vòng hào quang màu vàng hiện lên con thảo xà đã lớn gấp đôi xuất hiện trong lòng bàn tay nó ngay sau đó từng bụi cỏ màu lam thô dài nhanh chóng chui ra tràn ra khắp chung quanh biến cả gian phòng thành biển cỏ đây là lần đầu tiên đường vũ lân phóng thích võ hồn sau khi trở thành hồn sư nó cảm thấy làm ngân thảo tràn ra tới đâu thì như ý thức của mình kéo dài ra tới đó, chúng đụng tới cái gì là cái đó hiện ra trong đầu nó. thậm chí nó còn cảm nhận được sự vui vẻ của thảo xà bé nhỏ rất rõ rệt, không còn yếu ớt như lúc trước khi dung hợp. dù chỉ là hồn hoàn mười năm, nhưng quầng sáng màu trắng bao quanh đường vũ lân vẫn sáng rực. đây chính là điểm hấp dẫn chết người của hồn sư. dù chỉ mới có một cái hồn hoàn, nhưng cũng tiêu sái đẹp đẽ hơn hẳn người thường. Lăng nguyệt ngần người, đường tư nhiên cũng ngơ ra, na nhi thì lúng túng mang thiên khoát tay kéo một cây lam ngân thảo lại sát mắt nhìn sợi đang yếu ớt phế võ hồn dung hợp phế hồn linh đúng là không sinh ra được tiến hóa gì có ích trong lòng hắn thấy buồn với đường vũ lân không nên nhột trí tuy hồn linh không tốt nhưng ngươi cuối cùng cũng đã trở thành hồn sư hồn lực đã có không gian tiếp tục tăng lên có hồn lực hỗ trợ ngươi làm bất cứ nghề gì cũng có trợ giúp bạn năm trước lúc hồn đạo khí vừa mới thịnh hành sở dĩ được nhiều hồn sư ưa thích là bởi vì võ hồn Hồn hoàn của họ không đủ cường đại Nhờ hồn đạo khí để gia tăng lực chiến đấu cho mình Cơ giáp chính là như thế Chỉ cần ngươi có hồn lực Dù hồn linh phụ trợ không mạnh Thì trong tương lai vẫn có có thể trở thành cơ giáp sư Không phải là không có những cơ giáp sư cường đại Mà võ hồn nhỏ yếu Hơn nữa, hồn lực rất có ích trong quá trình rèn Nó làm cảm giác của ngươi thêm nhạy cảm Còn làm tăng sức mạnh cho ngươi Mang thiên buông làm ngân thảo ra Làm ngân thảo rơi xuống đất Phát ra tiếng ba giòn vang mang thiên giữ người vội kéo một cây lam ngân thảo nữa tới xem tay khẽ ước lượng sức nặng chân mày nhíu lại mang huynh sao vậy đường tư nhiên thấy phản ứng của mang thiên vội hỏi mang thiên không đáp dùng cả hai tay nắm lấy lam ngân thảo kéo mạnh ra hai bên thân là một đoán tạo sư sức của hắn rất mạnh hắn kéo cây lam ngân thảo căng ra thẳng tắp nhưng trái ngược với vẻ ngoài yếu ớt cây cỏ này lại cứng cỏi ngoài ý muốn lam ngân thảo này của ngươi có chỗ kỳ lạ mang thiên nói với đường vũ lân đường vũ lân khó hiểu lão sư nó kỳ lạ chỗ nào mang thiên nói đầu tiên là sức nặng lúc đầu ta không để ý nhưng lúc nó rơi xuống đất phát ra tiếng vang chứng tỏ nó khá nặng ta kiểm tra lại nó nhìn thấy rất nhỏ nhưng bản thân lại rất nặng nặng hơn dây leo bình thường làm ngân thảo chỉ với một hồn hoàn bình thường không thể có tình trạng này mới đúng người chờ ta thử lại một chút hai mắt mang thiên sáng lên sau đó một trắng bạch hai vàng một tím bốn cái hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên làm cả gian phòng hào quang tỏa sáng khí tức từ người mang thiên tòa ra làm cho đường vũ lân theo bản năng phải lùi lại một bước nó giật mình theo đẳng cấp hồn sư không tới cấp 10 là hồn sĩ cấp 11 tới cấp 20 là hồn sư cứ mỗi 10 cấp thì tăng lên một cái danh xưng sau hồn sư là đại hồn sư hồn tôn hồn tông hồn vương hồn đế hồn thánh hồn đấu la tầng cao nhất là cửu hoàn phong hào đấu la lão sư đoán tạo sư này của mình không ngờ lại là một đại hồn sư cấp hồn tông tứ hoàn từ hai vai mang thiên bay ra ba cái hồn linh cái đầu tiên nhìn là nhỏ yếu nhất là một con thỏ nho nhỏ bỏ lổm ngổm trên vai hắn trên người tỏa ra vầng sáng màu trắng nhàn nhạt, nhạt hồn linh thứ hai là một cái màu vàng là hai thanh thiết chùy lóe ra ánh sáng màu vàng hồn linh nhân tạo có thể chế tạo ra khí hồn linh còn hồn linh tự nhiên không thể có thứ như khí hồn linh tồn tại cái hồn linh màu tím cuối cùng làm người ta hút mắt nhất là một con gấu cao chừng ba thước có lông màu nâu hai cánh tay vừa thô vừa to trông rất dữ dằn nó vừa xuất hiện là nhảy ngay xuống khỏi vai mang thiên nhè răng nhếch miệng như muốn cắn người ta ba cái hồn linh khác biệt hẳn nhau võ hồn của mang thiên là một cái búa một cái búa tỏa hào quang màu trắng nhàn nhạt, nhạt trông khá giống chùy để rèn bên trên có những đường hoa văn màu nâu đậm nó gọi là đại địa chi chùy võ hồn phóng xuất khí thế của mang thiên trở nên cực mạnh hồn hoàn đầu tiên màu trắng sáng lên, con thỏ tỏa ánh sáng trắng bọc lấy người hắn. Hồn kỹ thứ nhất, hồn hoàn kỹ 10 năm là sự cứng cỏi. Đây là một hồn kỹ rất bình thường, nhưng nó giúp cơ bắp mang thiên có tính co giãn và mạnh hơn. Nhờ hồn kỹ duy trì, mang thiên thúc dục hồn lực, kéo mạnh Lam Ngân Thảo trong tay. Tất cả mọi người, kể cả đường Vũ Lân, đều nghĩ rằng Lam Ngân Thảo sẽ bị kéo đứt ngay. Thế nhưng, không ngờ Lam Ngân Thảo vốn ảm đạm bình thường bỗng sáng lên hào quang màu la móng ánh lập lòe bên trong còn có mạng vân lưới màu vàng tỏa ra vầng sáng vàng nhàn nhạt, nhạt mang thiên dùng hết sức mà không thể kéo cây cỏ đứt ra được nhưng đường vũ lân cảm nhận được hồn lực trong người khẽ giật sau đó giảm xuống một đoạn ai ra nó kêu lên mang thiên kinh ngạc nhìn nó cảm thấy gì à đường vũ lân ăn ngay nói thật hồn lực của ta hình như hạ xuống ánh mắt mang thiên nhìn nó trở nên phức tạp hắn không thử kéo lam ngân thảo nữa mà thu hồi võ hồn và hồn linh, thả lam ngân thảo ra. Đường tư nhiên vội hỏi, mang huynh, như thế là sao? Mang thiên mỉm cười, xem ra, trời cao không thật sự vứt bỏ đứa nhỏ này, ta có thể khẳng định, võ hồn của nó là biến dị, và biến dị về hướng tốt. Biến dị, nghe hai chữ này, đường vũ lân ngơ ngác, nó không hiểu thế nghĩa là gì. Mang thiên nói, võ hồn của chúng ta, trong một ít tình huống đặc biệt dưới sẽ sinh ra biến dị, thí dụ như dung hợp đặc biệt phù hợp hoặc là hồn linh, hồn hoàn đặc biệt không phù hợp hoặc là bị một ít nhân tố bên ngoài kích thích sẽ sinh ra tình huống như vậy cũng có người lúc võ hồn xuất hiện hoặc lúc thức tỉnh sẽ xảy ra biến dị biến dị có tốt có xấu có thể là võ hồn cường đại biến dị thành nhỏ yếu cũng có trường hợp võ hồn nhỏ yếu trở nên mạnh mẽ hắn nhìn đường vũ lân đầy thâm ý lam ngân thảo được xem là phế võ hồn nhưng dung hợp với hồn linh loài dán lại rất là phù hợp cho nên lam ngân thảo mới tiến hóa thành dây leo võ hồn kiểu lam ngân thảo hầu như không hề xuất hiện hồn lực cộng sinh, tỷ lệ của nó là cực nhỏ. Trước kia ta từng nhìn thấy một người, sau khi luyện tới cấp 10, cũng dung hợp với hồn linh loài rắn, biến thành dây leo, nhìn còn to khỏe hơn của ngươi nhiều, nhưng vẫn yếu xìu y, như cũ, ta chẳng cần dùng tới võ hồn mà cũng kéo nó đứt dễ như bỡn. Có thể làm ngân thảo của ngươi là loại khác, tuy ta chỉ dùng hồn kỹ thứ nhất, nhưng bản thân ta sức lực vốn rất mạnh, vậy mà vẫn không kéo đứt được nó, việc này hoàn toàn trái với lẽ thường. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cường độ bản thân của võ hồn lại có quan hệ với hồn lực cách khác. Trước khi hồn lực tiêu hao tới mức cạn kiệt, thì ta không thể nào kéo đứt lam ngân thảo của ngươi được. Ngoài võ hồn biến dị, ta không còn nghĩ ra được khả năng nào khác. Đường Vũ Lân ngơ ra nhìn Mang Thiên, lão sư, như vậy là tốt thật sao? Mang Thiên trả lời, đương nhiên là tốt, nhưng không tuyệt đối. Cái này còn phải xem khả năng khống chế võ hồn của ngươi làm ngân thảo hóa thành dây leo. Theo lý thuyết ngươi hẳn là theo hướng hệ khống chế hồn kỹ của ngươi chín phần mười hẳn là theo dạng kỹ năng cơ bản của dây leo là quấn và quấy rối nhưng một khi ngươi quấn chặt lấy đối thủ nếu hồn lực của đối phương cao hơn ngươi thì quá trình hắn dãy giụa sẽ làm ngươi hào hết hồn lực biến thành tiêu hao chiến ngươi sẽ không còn cơ hội nữa cho nên ta cho rằng làm ngân thảo của ngươi cứng như vậy dùng nó thành vũ khí công kích dạng roi là lựa chọn tốt nhất hơn nữa chờ sau này ngươi có hồn hoàn thứ hai nói không chừng sẽ lại sinh ra biến dị nữa cho nên, tuy hiện giờ ta không đoán được tương lai, nó sẽ như thế nào, nhưng ít ra là có hy vọng. Từ giờ trở đi, nó đã không còn là một phế võ hồn nữa, người coi như là nhân họa đắc phúc. Thật như vậy, đường Vũ Lân không tin được nhìn lão sư, không phải phế võ hồn nữa, tuy vẫn chưa phải là cường đại, nhưng ít ra không còn là phế võ hồn nữa à. Mang thiên thản nhiên, người cũng thấy, hồn linh đầu tiên của ta là hồn linh 10 năm màu trắng, cũng rất nhỏ yếu, nhưng qua quá trình cố gắng ta kiếm được những hồn linh tiếp theo là hồn linh trăm năm rồi có cả nghìn năm bởi vì ta là một đoán tạo sư ta có thể kiếm được nhiều tiền để mua hồn linh mình muốn người đang rất có thiên phú về rèn lão sư có thể làm được người cũng có thể không có gì thuyết phục bằng bản thân chứng minh mọi chất chứa trong lòng đường vũ lân đều đã không còn không còn là phế võ hồn lại còn có tấm gương lão sư để làm mục tiêu trong lòng nó lại dấy lên hy vọng ta vẫn có thể trở thành đại hồn sư mạnh mẽ à người hôm nay chưa xin phép đã nghỉ ta trừ ngươi một ngày tiền lương mang thiên bỏ lại một câu trước khi đi nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới sự hưng phấn của đường vũ lân nó nhảy tới ôm nghỉ lấy hắn người nhẹ tay một chút mang thiên nhận ra sức mạnh của tiểu tử này mang thiên đi rồi bầu không khí u sầu của đường ra lại chuyển thành sung sướng xin lỗi phụ thân mẫu thân đã làm hai người lo lắng đường vũ lân xấu hổ nói lang nguyệt ôm con trai vào lòng phải là phụ thân và mẫu thân nói xin lỗi con mới phải con còn nhỏ như vậy đã phải gồng gánh quá nhiều thứ trên vai. Đường tư nhiên cúi đầu, không biết nghĩ gì. Na Nhi mấp máy môi, như định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Ăn cơm tối xong, qua một ngày mệt mỏi, đường tư nhiên và La Nguyệt đi ngủ sớm, Na Nhi hình như rất mệt mỏi, cũng nhanh chóng ngủ say. Chỉ có đường Vũ Lân không ngủ được. Nó lén lút ra khỏi nhà, đi tới bãi cỏ vườn hoa lần trước ngồi xuống, nhìn lên bầu trời ánh trăng sáng tỏ, trong lòng cực kỳ sung sướng. Từ cực vui xuống cực buồn, rồi lại từ cực buồn thấy lại ti hy vọng. Những cung bậc cảm xúc nó trải qua hôm nay còn nhiều hơn 3 năm qua gộp lại. Ý niệm khẽ động, thảo xà bé nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Cảm ơn ngươi, tiểu gia hỏa, ngươi đã mang tới cho ta hy vọng, vậy mà ta lại từng ghét bỏ ngươi. Ta xin lỗi, đường vũ lân khẽ nói. Thảo xà bé nhỏ như cảm nhận được, ngừng đầu lên, thẻ lưỡi ra. Đường vũ lân cười, đặt cái tên cho ngươi nhé. Sau này, chúng ta chính là đồng bạn, hồn linh sẽ luôn đi theo chủ nhân, chủ nhân chết, nó mới có thể tiêu tán thảo xà bé nhỏ như nghe hiểu được vặn vẹo cơ thể đường vũ lân hỏi tên gì hay đây cả người thảo xà bỗng sáng lên mảnh vầy trên trán bỗng tỏa ra vòng sáng màu vàng ồ đây là tình huống sau khi biến dị đấy hả lời của lão sư hắn tin tưởng không nghi ngờ mình đã không còn là phế võ hồn làm ngân thảo hẳn là đã biến dị vòng sáng vàng vừa rồi đẹp quá ngươi lại lóe lên một cái cho ta xem được không đường vũ lân cười hì hì thảo xà bé nhỏ không phản ứng Chí tuệ nó thấp đương nhiên không thể hoàn toàn lúc nào cũng làm theo lời đường vũ lân hồn linh cấp thấp thế này chẳng qua là cung cấp một cái hồn hoàn mà thôi không hề có tác dụng phụ trợ đường vũ lân ngẫm nghĩ người có thể biến ra màu vàng vậy ta gọi người là kim quang nhé nếu sau này toàn thân ngươi đều có thể lóe ra kim quang vậy thì uy vũ khí phách lắm à. thảo xà bé nhỏ đương nhiên không phản đối tên của nó cứ thế được quyết định kim quang một cái tên đơn giản mộc mạc nhưng tràn đầy cảm giác tự hào Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.